xin trả bài cho mấy con. À, bài này của Pháp Châu. À, con về nhân quả thân hành, con hãy làm lại vì còn thiếu về cái thân hành đó. Cái thân hành của con đó, là cái nhân quả của cái thân hành con nó còn thiếu, con nên làm lại con. À, còn cái bài của Chân Tịnh, bài làm thì đầy đủ ý, hãy tiếp tục làm bài tổng kết nhân quả thảo mộc theo thứ tự giới thiệu đặc tướng đặc tính chuyển đổi duyên hợp duyên tan và kết quả, thấy không? À, bài của Minh Thống, con sẽ làm lại cái bài của con, nên làm bài đường đi nhân quả của con người. Con làm cái bài đường đi của nhân quả tức là thân hành khẩu hành. À, có rồi đó con. Rồi thì có rồi thì đây là cái bài trước cái bài đó thầy trả lại con. Con có làm rồi thì thôi, để rồi thầy sẽ đọc bài đó thầy kiểm lại. Bài làm của Thanh Quang, đầy đủ ý của đường đi nhân quả, hãy tiếp làm bài nhân quả thân hành. À, Thanh Quang nên làm cái bài nhân quả thân hành đó. À, bài của Chân Niệm, bài làm chưa đủ nên viết lại đường đi nhân quả của con người. À, làm thêm cái phần mà đường đi nhân quả của con người luôn, để cho nó đầy đủ, nó còn thiếu chút ít, con phải viết thêm cho đầy đủ hơn chút. Về suy nghĩ coi nó còn thiếu cái đường đi, nó còn thiếu cái gì, rồi con đi thêm vô. À, bài này cũng của Chân Niệm, chỉ nói một hành động mà phải đầy đủ nhân quả, nghĩa là mình cái một cái hành động, mình diễn tả một cái hành động, thì trong cái hành động cũng như bây giờ cái hành động của cái tay của mình đưa ra làm cái gì, thì cái hành động đó nó phải nói cái nhân cái quả của nó, và tiếp đến cái sự áp dụng cái nhân quả đó vào cái đời sống của mình, để rõ rằng, để chỉ rõ rằng cái hành động đó thì cái đó là cái nhân, đến cái quả của nó, mà cái quả của nó sẽ đi vào cái con người, nó sẽ khổ đau như thế nào trên cái quả đó. Thì diễn tả cho nó đủ những cái điều kiện, ba cái giai đoạn của nó, nhân quả, và áp dụng vào đời sống của chúng ta, nói ngay liền trong cái nhân quả, cái hành động đó nó đưa đến đời sống chúng ta phải gặp những cái tai họa, cái khổ đau như thế nào, phải nói cho rõ ra, nó tiếp diễn luôn như vậy để chúng ta nhận xét biết. Rồi sau này chúng ta tới cái giai đoạn mà chuyển đổi của nhân quả của thân hành, thì chúng ta biết cách để áp dụng vào đời sống chúng ta. Học phải biết áp dụng, mà không nói được cái áp dụng thì coi như cái học này chỉ học suông, lý thuyết suông. Còn biết cách áp dụng coi như là học toán, học cửu chương, rồi áp dụng vào cái bài toán, hay hoặc là học nói chung là tất cả chúng ta học những cái ngành nghề gì mà thì chúng ta phải áp dụng vào cái cuộc sống của chúng ta, thì cái đó nó mới có lợi ích thiết thực. Vì bây giờ đây là cái chương trình học, và đồng thời phải biết áp dụng, chứ không biết áp dụng thì coi như cái học đó học suông. Mình phải biết áp dụng, mà áp dụng thì mình phải nói cho rõ ràng cái sự áp dụng đó vào cái đời sống của mình, để giải quyết cho sự đau khổ của chính thân mình. Đây là hai cái bài của con sẽ làm lại, thầy sẽ trả lại con. Còn cái bài này của Kim Quang, về cái phần mà duyên hợp, lai ghép của các cây, thì con sẽ nói về cái phần duyên hợp cho nó cụ thể rõ ràng hơn một chút nữa. Rồi tiếp tục làm cái bài nhân quả con người, về đường đi nhân quả của con người, tức là mình nói ba cái chỗ đường đi của nó: thân hành, khẩu hành, ý hành. Diễn tả đại khái cho chúng ta biết cái lộ trình, cái đường đi của nhân quả của con người là thân hành, khẩu hành và ý hành, đại khái để cho người ta biết. Thì mình đưa ra, thầy gợi ý cho con, khi mình đưa ra cái thân hành, khẩu hành, ý hành của nó là mình đưa ra thập thiện, con lấy thập thiện mình đưa ra cái 10 cái điều lành đó, để rồi nó là 10 cái điều ác, nó chuyển qua 10 cái điều lành, tức là mình nói đường đi của nhân quả đó là cái chỗ đó. Bây giờ mình kết luận để cho người ta thấy là thập thiện là 10 cái điều lành đó là cái đường đi của 10 cái điều ác, và 10 cái điều lành đó là đường đi của nhân quả. Nhớ con ghi cái điều đó mà con làm cái đường đi của nhân quả. Sau đó chúng ta đi vào từng chi tiết của thân hành nhân quả.
tức là nhân quả thân hành của thân của chúng ta, cái hành động, cái nghề nghiệp, cái sự việc gì chúng ta làm, mọi cái hành động chúng ta làm nó đi sâu và nó rất nhiều. Nghĩa là có thể cái bài viết về thân hành nó rất nhiều chân ít, bởi vì cái hành động của thân mình rất nhiều, rồi đến cái khẩu hành, rồi đến cái ý hành. Lần lượt chúng ta sẽ diễn tả tất cả những cái nhân quả của khẩu hành, ý hành của chúng ta. Và khi mà học đến đâu thì chúng ta áp dụng vào đến đó, làm cho con người chúng ta như về khẩu hành thì chúng ta dùng ái ngữ, không bao giờ mà nói những cái lời mà ác ngữ. Cho nên sử dụng chúng ta rất là áp dụng vào cái đời sống chúng ta, nó biến chúng ta trở thành con người có những hành động đạo đức cụ thể rõ ràng. Mà bởi vì cái này là cái học mà để biến mình trở thành, rồi từ đó cái quan nhi tế hạnh nó mới soi vào để cho chúng ta thấy cái thân hành của chúng ta, từ cái đi đứng nằm ngồi nó đều là cái thân hành hết rồi. Cho nên khi áp dụng vào cái thân hành thì nó buộc làm chúng ta là những người có phải quan nhi tế hạnh cái đạo đức rồi. Do đó từ cái lời nói, từ cái suy tư của chúng ta, nó biến dành con người chúng ta toàn là cái nằm ở trong cái thập thiện, cái đạo đức của nó. Rồi bắt đầu vì con đem này con trả. Còn những cái bài mấy con mới nộp thầy, để rồi thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ trả lại sao con. Mấy con còn hỏi thầy gì không? Bây giờ cũng 5 giờ rồi, tối rồi con. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Thích Lão. Từ việc con xin mấy phút Việc Pháp Hải Đồng như hai hôm rồi con như không được sự cho phép của Đức Thượng Lão, mà con tự ý để sử dụng để phá hôn trầm cho thân của mình. Thì con cũng tự xét thấy bản thân con thì tuổi cũng lớn rồi, nghĩ thấy cái việc phá hôn trầm thì nên rất là khó, nhưng con không nỗ lực được thì thấy nếu mà nó qua thời gian thì con không còn việc nữa, cho nên cũng cố tình thử chừng 3 hôm cũng sẽ tình được, con phá hôn. Vì con nghe thời gian phá hôn trầm rất là khó khăn, con không biết trong cái thời gian nó như thế nào, là con mới làm thử mới 2 đêm thôi. Nhưng mà vừa rồi cũng nghe lại nói về chuyện phá hôn trầm như vậy, nó không có đúng mục đích, từ đi nguồn gốc từ nào đó với pháp tinh nó cao thì nó sẽ có cái hại. Cho nên con xin được thượng đạo từ đi cho con tâm hồn, vì cái sự mà nắm lòng với cho mình được làm chủ cái bản thân đau khổ mà phá được cái hôn trầm là cái tâm si của mình, để rồi cái đường tu cũng tốt hơn. Nhưng mà không ngờ đó là làm một cái việc sai để cho Đức Thượng Lão lo lắm. Con xin thánh hóa với Đức Thượng Lão từ đi. Bây giờ con trở lại cái nghỉ 10 giờ. Đúng rồi, bây giờ theo thầy thiết nghĩ là con trở lại 10 giờ, mình đi từ cái căn bản mình lên. Rồi khi nào đúng thầy cho phá là mấy con phá. Do phá phá là khi nào mấy con đã định vô lậu, mấy con đã thông suốt hết rồi. Nghĩa là cái dục lậu với hữu lậu mấy con đã chẳng đứng hết rồi, mấy con đã dẹp nó hết rồi. Thì bắt đầu bây giờ nó còn một chút ít nào nó không trầm thì nhiên là mở con đường mình đánh góc một đêm, hai đêm là mình xong, chứ không phải là bây giờ. Sự thật ra thì nói như thầy chân thành với thiện thảo vẫn còn hôn trầm thì nhiên chưa, nó không hết đâu. Bởi vì cái dục nó còn mà, nó không bao giờ nó hết đâu. Cái tham sân nó vẫn còn thì làm sao cái khi nó hết được. Cho nên nó bị cứ kéo dài hoài, mà cứ hễ hở một chút là nó đánh vô giặt liền, thành ra nó đâu có hết, đâu có bức gốc nó đâu. Cho nên mấy con chờ căn bản mấy con tu rồi mấy con sẽ thấy gánh bức gốc nó, mà mấy con không nhập sức nhiều, không phí, chứ không mấy con phí sức. Cho nên mấy con giữ gìn đúng giờ là thầy mừng, đúng 10 giờ là đi ngủ. Và chừng nào thầy cho lên nó thì mấy con nói. Bởi vì thầy là một cái người coi như là cái bộ chỉ huy, cho đánh là đánh, mà không cho đánh mà mấy con đánh đại là mấy con thất bại đó. Con hiểu không? Vậy con xin chờ với lão Đức Thượng Lão cho phép con. Con sẽ tiến hành phá hôn trầm. Nó mua con cái. Rồi có gì không con có ý gì không? Được không? Rồi. Kính bạch thầy, thưa thầy là cái nhân quả thân hành của con người thì cái hành động của nó vô cùng vô tận, nhưng mà có thể quy nó về ba cái hành động chủ yếu
phát sinh trong các quả tà tâm có thể là ba cái đó là gốc không ạ? Ba gốc là từ cái chỗ đó được phát triển ra. Phát triển ra lấy cái gốc đó, đó là cái gốc của thập thiện đó con. Thành ra lấy cái đó mà con thiên biến dạng quá, nó đủ hành động là nhiều lắm thôi. Đó là cái gốc để nó biến là nhiều thứ. Thì con dựa vào cái thập thiện mà con biết. Thế nên pháp thân hành. Kính bạch thầy, là Thiện Thảo có viết một cái thơ gửi cho con, nói cho thấy là con nỗ lực với Thiện Thảo, nhưng mà con thấy con chức con không như được. Nhưng mà con có trình với thầy là thời khóa tu tập của con tới 10 giờ thôi, nhưng mà chức của con có thể hơn 10 giờ, chức tới 11 giờ có được không? À, có thể 11 giờ thì được, nhưng mà phải có ngủ không? Tức là ngủ tới 2 giờ mới thức dậy. Đó thì được, không có sao hết. Nhưng mà khoan đã, để rồi thầy sẽ cho. Biết cái sức con có, nhưng mà khoan để thầy kiểm điểm lại những cái bài của con về định vô lậu đó. Cái định vô lậu, cái tri kiến của con nó triển khai và nó áp dụng, nhất là qua cái bài mà nhân quả con người xong rồi, con làm hết những cái bài nhân quả con người xong rồi, thì đi đến cái các pháp, cái bài các pháp cũng nói về các pháp vô thường đó. Thì bắt đầu cái bài nhân quả các con thông suốt rồi, thầy sẽ cho tăng giờ lên. Bởi vì nó thông suốt là nó ly dục ly ác pháp nhiều lắm rồi. Đó là cái đường đi của cái người tu căn bản từ cái chỗ mà vô lậu đó. Cái lậu hoặc mình đã thông suốt bằng cái tri kiến, thì cái xả cái tâm của mình rất dễ. Nó không còn bị dính mắc nữa, chấp đắm nữa. Cho nên từng đó khi mà nó xong được cái định vô lậu này rồi, về cái nhân quả con người mình rồi, thì bắt đầu cái bài này thông suốt rồi thì bắt đầu nó đi tiếp tục về cái định vô lậu các pháp vô thường. Thì lúc bây giờ thầy cho con tăng giờ lên được. Còn bây giờ cái bài này nó chưa xong mà con tăng lên thì thầy ngại quá nó sẽ bị ức chế. Trong khi đó cái tâm của mình nó chưa có xong về cái nhân quả vô lậu đó, thì do đó mình chưa có thông suốt, cho nên nó chưa hẳn là đã xong hết. Nó mình ép buộc mình ức chế nó, mình xả chứ sự thật là ở trong tâm của mình nó chưa có thông suốt. Còn khi mà viết bài ra thì thầy thấy mấy con chưa có thông suốt. Thầy muốn cho mấy con thông suốt hết như thật rồi, mà biết cách áp dụng như thật vào đời sống của mình rồi. Thì thầy biết rằng cái sự áp dụng đó là không có cái giặc tham sân si mà đánh vô cửa con được. Vì con đã biết áp dụng cho nên nó đánh vô là con áp dụng, con đánh bay nó ra. Thì vậy mà thầy cho con tăng giờ để đánh cái tăng. Cái vua nguyên lậu, cái hôn trần thiện nhân con thì có thể tăng lên 11 giờ được. Rồi thấy nó tiến được, tỉnh được trong 11 giờ, thầy cho tiến tới 12 giờ. Con hiểu không? Và cứ như vậy mà tiến dần 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 để đánh rốc, không có còn cái mặt nó. Và đồng đời con thấy con không còn bị hôn trầm. Còn bây giờ quý thầy coi vậy chứ thức được. Nhưng mà hở ra chút, lơ đỉnh chút là hôn trầm dập vô liền chút. Nghĩa là lơ mơ là như thầy Chân Thành hoặc là Thiện Tạo, lơ mơ là nó đánh dập vô liền. Nghĩa là mình hãy thiếu cảnh giác một chút xíu là nó đánh vô. Bây giờ thí dụ như ngồi mà coi chừng nó đánh vô liền. Còn sau khi mà thầy dạy mấy con rồi, mấy con ngồi nằm nó tỉnh bơ, nó không có bao giờ nó đánh. Tại vì nó đi từ căn bản nó đến cái việc. Còn kia là tại mình ức chế nó, mình làm nó vậy thôi. Nhưng mà mình sử dụng cái gan dạ của mình, cái pháp đi kinh hành của mình ép buộc nó vậy. Nhưng mà nó vẫn còn sống nhanh hay chưa hết. Cho nên khó lắm, không có dễ. Bây giờ quý thầy con cứ hỏi đi quý thầy. Thầy đến có bữa quý thầy ngủ khò, ngồi mà ngủ khò, hoặc là nằm ngủ khò chứ chưa chẳng là cái thức hoàn toàn đâu. Do thật sự ra mấy con biết thầy đi kiểm tra hết chứ đâu phải thầy không biết, nhưng mà thầy thấy như vậy cũng đỡ chứ nếu mà không khéo thì quý thầy sẽ bị loạn tưởng, bị điên luôn nữa chứ là sao. Thức quá nó điên chứ đâu phải không. Cho nên mấy con yên tâm, những người đó họ cũng năng nổ lắm, nhưng mà thầy không để cho họ lui cái bước họ, mà thầy giúp cho họ từ chỗ đó họ tăng phản và bắt buộc họ phải làm bài, để cho họ triển khai cái tri kiến của họ. Bị định vô lậu là cái cốt cán của đạo Phật, cho nên vào cái tứ chánh cần thì Đức Phật ngăn á nghiệp ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Các con thấy cái lời dạy của Đức Phật chưa? Nó tuyệt vời như vậy đó. Cho nên vì vậy mà nhớ những cái gì mà thầy dạy thì không sao. Bởi vì thầy là con người đứng lớp sẵn cái giáo trình giáo án để mà dạy với con tu tập, thì phải đi từ thấp đến cao, không có đi sai được. Hiểu chưa? Mấy con gái. Thôi bây giờ tối rồi, mình về nghỉ. Hết một buổi. Con có làm thế bài không? Con sẽ làm tiếp. Không biết cái bài của con bây giờ. Nhờ đi quả người. Đường đi nhân quả của con người.
đừng đi nhân quả con người. Thầy chưa đọc, nhưng mà điều kiện là thầy đọc thì chắc chắn là thầy nếu mà đầy đủ về mà đường đi nhân quả là nó thập thiện rồi con. Không, mà nếu mà đầy đủ trong thập thiện rồi thì chắc chắn là phải cho con đi qua cái bài pháp nhân quả thân hành rồi. Bắt đầu vào cái thân hành với khẩu hành với ý hành luôn. Bắt đầu bây giờ con phải triển khai, nếu mà con làm bài mới thì con về con tư duy con viết cái bài thân hành. Thì nhắm vào cái chỗ thân hành mà ba cái điều kiện của thân hành đó. Con nhớ thân hành ba điều kiện không? Đó, thập thiện thì nó có ba cái điều kiện của thân hành. À, con nhớ cái đó mà con triển khai cái đó, con nói về thân hành rồi triển khai nó ra rộng, nhiều cái chuyện ở trong ba cái căn bản đó, cái góc đó. Nói riêng cái thân hành không? Nói riêng thân hành không, không có nói gì khẩu hành, mà không nói ý hành đâu đấy nha. Nói thân hành đâu. Đi từng phần để mà xoáy sâu đó, xoáy sâu do cái nhân quả của con người đó. Chứ mà nói thân hành khẩu hành nó chung chung đó, mình nói tùng lum đủ thứ đó, nó lộn xộn nó mình thấy sao? Con nhớ rồi ha. Rồi được rồi, thầy bắt đầu bây giờ thầy sẽ ngày mốt thầy sẽ kiểm điểm những cái bài này thầy trả lại mấy con, rồi đồng thời thầy kiểm luôn những cái thân hành của mấy con luôn để xem coi cái sự tu tập của mấy con như thế nào, cái pháp nào mà phù hợp với mấy con để phá được hôn trầm thì mấy con sẽ ôm cái pháp đó duy nhất mà để đánh giặc, để tập luyện để cho nó thuần quen, để cuối cùng thì khi mà bên đây cái định vô lậu thì triển khai cho mấy con thông suốt được cái vô lậu hết rồi thì bắt đầu thầy cho tăng giờ lên để mà đánh nó. Hãy cho tăng giờ lên là có cái việc đánh rồi đó. Rồi tăng riết mà nhân nó lui thì mình tăng tới, lui mình tăng tới, tức là mình tăng giờ tới để cho nó ló mặt nó ra đó. Nó là cách thức mình chiến đấu, mình chiếm lần cho tới thành thị mình giải phóng luôn. Cái phương pháp của mình là như vậy mà, đánh giặc mà. Giặc sư tử mà đâu có phải chuyện gì vậy. Nó từ lâu nó chiếm cả cái thủ đô của mình, nó chiếm luôn hết, mọi mặt nó cai trị luôn hết rồi. Mà bây giờ mình phải từ ở trong rừng mình đi ra mình chiếm lần, cho nên cái thời gian của mình chiếm dần. Rồi đến khi mà mình chiếm nốt hết cái thời gian rồi thì mình là người. Còn hiểu không? Đó là cái phương pháp mà thầy huấn luyện trong trường sĩ quan mà cho mấy con trở thành những dũng sĩ, những chiến sĩ anh hùng hết chứ đâu có biết lơm mơ. Mỗi người là một chỉ huy của mặt trận sinh tử chứ. Để rồi mấy con sẽ thấy thầy dạy mấy con sẽ làm chủ được sinh tử mà. Bảo đảm cho mấy con biết là cái chương trình của Phật giáo là như vậy đó. Nhưng mà mấy con có chịu tu học, có chịu trở thành người sĩ quan để đánh giặc không chứ? Hay mấy con sợ chết? Không, mấy nó sợ chết thôi cứ về nghỉ đi cho nó khỏe. Còn ở đây là hoàn toàn là không sợ chết này. Một là đuổi giặc ra khỏi đất nước chúng ta để làm chủ bốn sự đau khổ. Hai là chết, chết cho kiếp sau mình cũng không tái sanh nữa đâu mà sợ. Cái mặt trận này nó không đạt, nó không sai mình được nữa. Bởi vì mình đã biết cái nơi mình ở, trạng thái nào mình đã về mà không còn tái sanh, chứ không phải là mình không biết chỗ nào mình ở được. Bây giờ mình đánh tuy rằng mình không thắng nó được vì cái thân nhân quả thân nghiệp của mình chưa đủ lực để mình thắng nó, nhưng mình chết mình vẫn biết được ở chỗ nào mà không còn mang cái thân rồi, cho nên mấy con cũng vẫn thành tựu chứ không có chết, không có mất cái chỗ nào đâu mà mặc dù chưa đủ làm chủ như thầy, nhưng mấy con vẫn biết chỗ mình về rồi, không có lạc đường đâu. Cho nên mấy con yên tâm, tôi chưa có đủ đức thần tốt để chắc chắn tôi còn tái sanh, có đâu mấy con, đừng có tưởng gì kiểu đó. Khi mà mấy con biết được trạng thái thanh tạ an lạc vô sự của mấy con là mấy con biết chỗ về, đừng có sợ cái chuyện đó. Nhân quả nó không xen vô chỗ đó được, mà hễ khi mấy con sắp chữa chết mà nó xen vô chỗ đó được rồi mấy con nhớ gia đình, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ con thì đó là tiêu mấy con rồi. Buộc mấy con không phải đi tới sao. Còn mấy con chẳng cần cái thứ này, chẳng cần, nó là nhân quả duyên nợ gặp nhau trả. Bây giờ tới đây tu hành chẳng còn biết nữa, chỉ còn biết thanh tạng là vô sự. Mày đến đây mày không có làm gì tạo được thì lúc bây giờ mấy con là người chiến thắng. Đi ra bỏ thân này ngay đó là mấy con giận. Thì bảo đảm mấy con, đó là cái chân lý của đạo Phật đã xác định cái điều đó. Khi mình nhận được cái chân lý, mình đâu có còn trôi lăn trong lục đạo, đâu có còn trôi lăn trong cái sự đau khổ đó. Nên nỗ lực ráng cố gắng để đủ lực. Bây giờ mình còn sống nè, tôi làm chủ, tôi thấy cái sức lực mình làm chủ rõ, mình làm chủ bệnh nè, mình làm chủ được sự sống chết, muốn mình tỉnh chỉ thử mà. Mình bảo cái thân, cái trọng lượng mình mà nó bay lên được mà mình thấy cái lực của mình ghê chứ đâu mà ngồi mà bay lên một thước mà bay hai thước mà. Lĩnh mình truyền tới đâu nó làm tới đó. Mấy con thử cái lực của mấy con ghê lắm. Con người của chúng ta có cái lực như vậy đó mà chúng ta không luyện tập, không tu tập để cho tăng thanh tịnh chúng ta có sao? Tại sao chúng ta điên quá vậy? Mỗi con người, người nào cũng làm được mà tại sao chúng ta lại để phí cái đời chúng ta tiền bạc mua được không? Các con bỏ về cái hàng tỷ bạc của người, hàng tỷ tỷ bạc, họ giàu có, họ mua được cái lực này, có ai làm được? Trong cuộc đời chúng ta nhìn tất cả mọi người, ví dụ họ có làm tổng thống đi nữa, họ có làm được cái điều này nữa, họ cũng chết nhanh răng méo vậy, thấy thường. Giặc sinh tử họ đến, họ cũng đầu hàng, cũng đi nằm nhà thương, bệnh viện, họ nằm nhà thoát họ. Còn với mình, coi như cái đồ bỏ, có phải sướng không? Mình không cần làm tổng thống, mà mình vẫn là tổng thống đó, chủ tịch. Mình giải phóng được đất nước mình thì mình chủ tịch chứ sao? Các con, các con hiểu mình đó là mình giải phóng được, và mình là người điều khiển, chủ động điều khiển để giải phóng thì mình là cái người
lãnh đạo của nước chứ không. Nhưng mà nước mình không có lính, không có dân. Nhưng mà mình làm chủ, đó là cái hạnh phúc của mình nhất mà mấy con. Mấy con nhớ cái từng cái vấn đề được nữa. Thì mấy con trả lời, đừng phí bỏ uổng tuổi đời của mấy con. Gặp thầy mà mấy con bỏ uổng cuộc đời mấy con, nhăn răng mấy miệng chết vô nhà thương thì mấy con trả chịu. Bác sĩ nó chích cho mũi cho tiêu rồi. Thôi bây giờ tối rồi ha. Thầy nói hoài mấy con nghe không? Hoài cũng được hết, không có gì mà thầy nói con không nghe. Nhưng mà nghe hoài rồi nó mất thời giờ dữ lắm.